Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 184, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 184 của bộ truyện này một trận gió lạnh thổi qua trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn mấy người đều lẳng lặng nằm tả tiểu đa và tả tử niệm rốt cuộc cũng tỉnh hồn vội vàng bay xuống kiểm tra thương thế của mọi người vừa xem xét hai người mới cảm thấy hãi hùng mấy người này mỗi người đều trọng thương nghiêm trọng tới cực điểm thậm chí đã tới mức độ có chướng ngại đạo cơ nhưng chỉ cần kịp thời chữa trị tuyệt sẽ không có nguy hiểm đến tính mệnh mau chóng cho mỗi người uống một bình sinh linh thủy tốt nhất sau đó lại cho phục dụng các loại đan dược chữa thương tạ tiểu đa phi nước đại vào phòng trực tiếp khiên ra mấy cái đệm đặt mấy người nằm lên trên sau đó mới bắt đầu chậm rãi xử lý vết thương toàn thân hắn không mang mọi người vào trong, bởi vì tả tiểu đa biết, mọi người khẳng định không nguyện ý. Mặc dù bên ngoài trời đông giá rét, tràn đầy mùi máu tươi càng là khó ngửi, nhưng mà bọn hắn còn có một người huynh đệ nằm ở chỗ này, bọn hắn còn chưa tiễn đi. Ngay lúc này, bọn hắn sẽ không chỉ lo chữa thương, cũng sẽ không lo che gió tránh rét cho bản thân chính mình. Quả nhiên, Diệp Trường Thanh là người đầu tiên tỉnh, lẩm bẩm nói. Quân Thái Phong đã chết chưa? Dạ chết rồi, bị mọi người giết, mọi người đã báo được thù rồi. Tả Tiểu Đa gật đầu thật mạnh, hai mắt của Diệp Trường Thanh sáng lên, đột nhiên dặn co. Thiên thọ, thiên thọ, huynh đệ, huynh đệ ta đâu? Hắn giả dụ quay đầu tìm kiếm Văn Hành Thiên và Lưu Nhất Xuân cũng đồng thời tỉnh. Văn Hành Thiên lo lắng khàn giọng gọi. Thiên thọ, thiên thọ à, ngươi còn đó không? Thiên thọ, quân Thái Phong chết rồi, ngươi thấy được chứ? Nhưng không có người trả lời. Một lúc lâu sau, sáu người nỗ lực giải dụa, nghiêm khắc yêu cầu hai người tả tiểu đa giúp bọn hắn ngồi. Song song ngồi trước người hóa thiên thọ, nhìn hóa thiên thọ đã không nói không rằng ai cũng khó mà ngăn chặn ngày ngào nước mắt chảy xuôi hóa thiên thọ sớm đã chết thi thể của hắn đã bắt đầu cứng ngắt nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười quái dị mà ngoan độc thiên thọ mấy người văn hành thiên ngày ngào khóc không thành tiếng huynh đệ ta diệp trường thanh rống to mãnh liệt phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh vốn tưởng rằng sau khi rời khỏi quân đội các huynh đệ sẽ không còn mất đi một ai nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng lại vẫn như cũ hết người này tới người khác lần lượt ra đi thiên thọ thành cô ưng vuốt mặt hóa thiên thọ nước mắt tuôn đầy mặt đừng đi trên đời này chỉ còn lại mấy người chúng ta người đừng đi thành cô ưng khóc to thù đã báo nhưng mà huynh đệ cũng không còn. Thù hận, ngày hôm nay cuối cùng đã khoái ý. Chỉ có huynh đệ của ta là không còn nữa. Bóng người lóe lên, Tây Môn Đại Xoái xuất hiện trước mặt. Mấy người các người, cần phải nhanh chóng chữa thương. Cao võ tìm long không thể nào rắn mất đầu. Nếu đã báo được thù, thì trách nhiệm nên gánh, như cũ vẫn phải gánh vác. Các người đừng nghĩ mình chỉ có huynh đệ, các người còn có nhiều học sinh. Dạ vâng. Ta mang các người đi chỗ thương, có khoan điều dưỡng siêu cấp, để các người ở bên trong nằm một đêm. Còn có linh dược thiên vương đại nhân chuyên môn ban cho. Bên này ta sẽ cho người dựng linh đường cho hóa thiên thọ. Chờ các người trạng thái tốt hơn chút, thì quay trở về tiễn đưa hắn. Đà tạ đại xoái đã thành toàn. Lưu Nhất Xuân ngày ngào, "Còn xin đại soái làm một cổ quan tài tốt nhất cho huynh đệ ta. Chúng ta bây giờ không thể nào động, chỉ có thể xin nhờ đại soái, chúng ta muốn để hắn được nhập liệm bằng tinh thật." "Không thành vấn đề." Tây Môn đại soái đáp ứng. "Đại soái à." Thành Cô ưng nói, "Tỳ chức thỉnh cầu được giữ đầu của quân thái phong." tây môn đại soái trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. được, nhưng mà sau khi các ngươi tế điện vong linh xong, ta sẽ phái người tới lấy hậu nhân của chiến thần. cứ như vậy bị các người giết, cho dù là hắn trừng phạt đúng tội, nhưng mà ta là huynh đệ của cha hắn, ta cũng không chịu nổi. chúng ta đã hiểu làm đại soái khó xử rồi. đa tạ đại soái đã hiểu cho chúng ta. văn hành thiên đáp bọn hắn là thật sự hiểu, bởi vì chính bọn hắn cũng có huynh đệ, đều là huynh đệ, hơn nữa còn có một vị huynh đệ đang nằm ở gần đó. Mà vị huynh đệ kia chính là vì báo thù cho nhóm người mình mới có thể nằm ở nơi đây. Cho nên bọn hắn hoàn toàn hiểu loại tâm lý thẹn với huynh đệ bây giờ của Tây Môn Đại Soái. Chúng ta là huynh đệ sinh tử, nhưng mà Tây Môn Đại Soái và cha của quân Thái Phong cũng là huynh đệ sinh tử. Đi đi. Tây môn đại soái phất phất tay, mười mấy người trên không trung đi xuống, mấy người nâng nệm lên lăn không mà đi. Mấy người khác lưu lại, thu dọn một mảnh hỗn độn. Hai người các ngươi cũng nhanh đi về chữ thương đi. Tây môn đại soái nhìn tả tiểu đa và tả tiểu niệm, giọng điệu ôn hòa mà trầm thấp. Giang hồ chính là tàn khốc như vậy, màu chóng tăng lên tu vi, chuẩn bị vào bí cảnh. Dạ. Tải tiểu đa và tải tiểu niệm hai người le lưỡi mau chóng chuồn về. Mãi cho đến về tới trong nhà, vẫn cảm giác được từ đáy lòng rung động, rung rẩy không thôi đối với trận chiến tàn khốc ngày hôm nay. Hóa ra chân chính chém giết, tàn khốc như vậy. Trước đó thật khó có thể tưởng. Trong sân nhà Diệp Trường Thanh Đại soái tình quân Thái Phòng chết, phải báo cáo như nào? quân thái phong bại lộ âm mưu tạo phản sợ tội tự sát tây môn đại Xoái thở dài báo cáo bệ hạ xin bệ hạ nể tình cha hắn tùy tiện phong cho hắn cái thụy hào đi về phần những chuyện sau đó tây quân chúng ta sẽ xử lý các lão huynh đệ năm xưa sợ rằng sẽ có phê bình kín đáo phê bình kín đáo bọn hắn còn dám có phê bình kín đáo sao tây môn đại soái giận dữ nói lão tử tự mình ở nơi đó nhìn còn không dám nói câu nào bọn hắn nếu có bản sự đi tìm thiên vương đi tìm ngự tọa người nào người nấy cũng quen thói xấu lên mặt nói cho bọn hắn biết nếu mà không dạy dỗ con cháu mình cho tốt tương lai kết cục của quân thái phong là tấm gương sáng thậm chí còn thảm hại hơn ai dám có ý kiến gì không cần người khác lão tử sẽ là người đầu tiên đánh chết hắn không trung phong thanh gấp gáp vàng. Đông phương đại soái mang theo người cơ hội là liều mạng đồng dạng chạy đến. ngài nói Trung Nguyên Vương muốn làm khó mấy lão binh giải ngũ của đông quân ta. Làm sao lại đắc tội với Trung Nguyên Vương rồi? Trong giọng nói của đông phương đại soái mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Mẹ kiếp, lần trước đã không định làm thịt hắn. Lão tưởng để mặt hắn lắm rồi, hắn đâu rồi? Tây môn đại soái quái gỡ nói. Quần Thái Phong đã bị người của ngươi đánh chết rồi. Ngươi còn muốn như nào? Nghiền xương thành tro sao? Bị người của ta đánh chết. Diệp Trường Thanh, đám người Diệp Trường Thanh đâu rồi? Đông Phương Đại Soái sửng sốt. Đi chữa thương rồi, không một ai chết. Tây Môn Đại Soái cảm giác có chút ấm ức. Thì ra là vậy. Đông Phương Đại Soái cười hà hả. Vậy thì không sao nữa rồi, chúng ta rút lui. Tây Môn à, hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Hôm nào ta mời ngươi uống rượu, chúng ta đến lúc đó lại nói." Vèo, Đông Phương Đại Soái mang theo một đám người bay thẳng đi, hắn thậm chí còn không đi tới xem hiện trường thì đã bay mất, động tác rất nhanh chóng. Hắn biết, bây giờ mình không còn khí thế, ngược lại là Tây Môn Đại Soái trong lòng nghẹn một cục tức, thật sự muốn hành hung mình một trận, nếu ở lại bị đánh mới là thiệt thòi còn không biết đi đâu mách nữa tây môn đại soái cắn răng nghiến lợi mắng người nào người nấy cũng bao che sớm tối gì cũng xảy ra chuyện mãi một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ chuyện của bên cao võ tiềm long bên kia hẳn là đông quân bằng hắn đến xử lý mới đúng các người đông quân đúng là lẫn nhanh như chạch lão già xảo quyệt chờ lần sau gặp mặt lão thử đánh không chết người sau khi tả tiểu đa và tả tiểu niệm trở về, lại nhanh chóng chui vào diệt không tháp chữa thương dưỡng khí. Hai người bị thương nhẹ, cũng chỉ có tả tiểu đa bị nội thương nhẹ, rất nhanh đã khỏi. Cho đến sáng sớm, tả trường lộ và ngô vũ đình cáo biệt hai con lên đường trở về. Hai người các ngươi nhất định phải chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe chưa? Ngô vũ đình ôm con trai và con gái. Chúng ta sẽ gọi điện cho các ngươi sau, tả tiểu đa và tả tiểu niệm trong lòng vẫn lo lắng không thôi nhưng trên mặt là có vẻ hết sức buông lỏng cha dạ, mẹ hai người nhất định sẽ thuận lợi quay về chúng ta chờ hai người chúng ta đi đây cha dạ, mẹ hẹn gặp lại tả trường lộ và ngô vũ đình lên xe người nhà họ cao đã sớm lái tới một chiếc xe sang trọng đang chờ ở bên ngoài hai vợ chồng lên xe một đường mãi cho đến khi ra khỏi thành phong hải cũng không nói một lời Tiểu đà, tiểu nị mà. Ngô Vũ Đình rốt cuộc tâm trạng xa xúc. Ta từ đầu cho tới cuối vẫn không an tâm. Còn có cái gì mà không an tâm, đều bàn giao hết rồi. Tả trường lộ cố gắng tỏ ra thật nhẹ nhõm. Còn cháu tự có phúc của con cháu, không cần quản bọn nhỏ. Người thì biết cái gì, người chẳng quan tâm con trai con gái của chúng ta chút nào. Có người cha nào như ngươi không chứ? Ngô Vũ Đình nổi giận. Tả Trường Lộ thành công chuyển sự lo lắng cho con trai con gái của vợ mình thành lửa giận trên người mình. Vốn chính là cái đạo lý này mà. Ta cắn chết ngươi. Một đường cãi qua cãi lại càng ngày càng xa. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đưa mắt nhìn cha mẹ đi xa đều là cảm giác trong lòng nặng nề. Luyện công, nói chuyện ăn cơm uống nước cũng không có tâm trạng. Dứt khoát chui vào trong việc không tháp, Lưng tự lưng ngồi trên đồng cỏ Hai người đều đang ngẩn người Ngẩn ngơ một hồi Chính là qua đi rất lâu Liên tục thở dài không thôi Cho dù người thích nghịch ngợm Chiếm tị nghi như tả tiểu đa Cũng khó có được lúc an phận Vậy mà hồi lâu cũng không đi trêu chọc Tả tiểu niệm Sẽ không có chuyện gì chứ Tả tiểu đa nghĩ linh tinh Phản phất thành nghiện Khẳng định không có gì Tuyệt đối không có chuyện gì đâu Tả tiểu niệm dựa vào lưng của tả tiểu đa sâu kín nói. Niệm niệm mèo. Sao? Dựa vào lưng, không thoải mái. Chúng ta ngực dựa ngực đi. Tiểu cậu đác, đến đây chiến đấu. Tả tiểu niệm giận dữ nhảy lên một cái. Trường kiếm đã nằm trong tay. Tiểu cậu đác ngoài trừ chiếm tiện nghi của ta thì không còn có ý khác. Nhất định phải đánh hắn rồi. Thua thì phải nhảy cho ta xem bài học tiếng mèo kêu nha. Được thôi. Tả Tiểu Đa lập tức khí nhiễm ngập trời, trực tiếp thúc đẩy viêm dương chân kinh đến cực hạn, vui mừng khôn xiết. Lỗ tai mèo múa, eo muốn xoay. Tả Tiểu Đa ngào ngào kêu to. Vậy là Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi, đầy cõi lòng kỳ vọng sông lên. Tả Tiểu Đa bị thảm bị đánh tàn nhẫn, Tả Tiểu Đa buồn bực bị vùi dập giữa chợ, Tả Tiểu Đa bị tàn nhẫn tiên thi, bị đá một cái lăn ra xa. Lại đánh ta sẽ cởi quần ra nha Vậy là tả tiểu đa bị đánh bại trên mặt đất Bắt đầu dở trò lưu manh Hai tay nắm ở dây lưng Nghiêm chỉnh uy hiếp Trong mắt kích động Rất có tư thế một lời không hợp Sẽ cởi trường cho ngươi xem Hơn nữa nhìn bộ dáng này Thậm chí không cần một lời không hợp Ta cũng có thể cởi quần cho ngươi xem Đúng là không biết xấu hổ mà Mặt của tả tiểu niệm đỏ bừng Lập tức nhượng bộ lui binh với hiểu biết của nàng về tiểu cẩu đát tên này rất có thể sẽ làm thật mà lại còn rất muốn làm nữa là đằng khác vẫn là tiết một chiếm tiện nghi không được ngược lại bị đánh đập một trận hai người bắt đầu tích cực tu luyện tượng viên tinh hồn ngọc thượng phẩm ở trong tay hai người nhanh chóng hóa thành bột phấn linh khí bên trong diệt không tháp càng ngày càng lớn mạnh tả tiểu đa bắt đầu một lần áp xúc cố nén đau đớn áp xúc linh khí mỗi khi tới lúc này, chỉ cần có tả tiểu niệm ở bên, tả tiểu đa đều sẽ không rên một tiếng. Còn nếu tả tiểu niệm không ở bên, tả tiểu đa có thể gào đến khẳng cả giọng, gào không giống tiếng người. Nhưng mà có tả tiểu niệm ở đây rồi, tả tiểu đa là không hề phát ra chút âm thanh nào. Đây chính là liên quan đến mặt mũi đàn ông. Mặt mũi đàn ông đó biết chưa? Ta không thể để cho niệm niệm mèo nghĩ người đàn ông của nàng là là một kẻ mềm yếu, Tới chút đau đớn mà cũng không có chịu đựng được Đàn ông là phải cứng rắn Kiên cường, cứng rắn Ta có thể một lời không hợp cởi quần Nhưng là không thể không cứng rắn Tả tiểu đa hung hăng dồn sức trong đan điền Đại chùy cứng gõ cành cạnh liên tục Lần thứ 25 Áp xúc hoàn tất Đứng lên rất là điên cuồng đánh một trùy Đợi đến khi tả tiểu niệm kết thúc lần tu luyện này Tả Tiểu Đa tự nhận là tu vi tiến nhanh, là một lần nữa đưa ra cá cược nhảy học tiếng mèo kêu. Sau đó lại hung hăng bị đánh lần nữa, bị đánh đến bị vùi dập, rồi phải lần nữa uy hiếp cởi quần, mới một lần nữa chiếm thượng phong. Nhưng hai người cũng đã quen với mấy chuyện hoạt động gân cốt sau khi tu luyện này rồi. Tất cả đều lấy loại phương thức cổ quái này để hoàn thành. Sau đó lại riêng phần mình, bắt đầu một vòng tu luyện mới. Nói cách khác, Quá trình hai người tu luyện Bắt nguồn từ tải tiểu đa Lần nữa bắt đầu phạm tiện Tải tiểu niệm nổi giận đùng đùng sửa chữa Người nào đó bị đánh bại Bị vùi dập Lại bắt đầu tu luyện Nói chung chính là vòng đi vòng lại như vậy Tuần hoàng qua lại Tại việc không tháp trọn vẹn qua 12 ngày Tải tiểu đa thành công Áp chế chân nguyên đến 28 lần Mơ hồ cảm thấy đã đi tới cực hạn Khoảng cách tràn đầy Nhiều nhất cũng chỉ cách nửa tất mà thôi. Nếu lại tiến hành áp suất lần thứ 29, lần thứ 30, có vẻ như có chút không làm được. Kết quả này khiến tả tiểu đa rất không hài lòng, không cách nào đạt tới mục tiêu đã định, đương nhiên sẽ không vui, sẽ không hài lòng. Tức giận, ta lại muốn cởi quần. Dưới cơn nóng giận trực tiếp lấy ra mấy viên tinh hồn ngọc cực phẩm để tu luyện. Tả tiểu đa nghĩ nghĩ quyết định kéo cả liệt dương chi tâm tới, đặt bên cạnh mình, phụ trợ thăng cấp. Tay trái cách không thu nạp liệt dương chi tâm, tay phải cầm lấy tinh hồn ngọc cực phẩm. Ngay tức khắc, trạng thái linh khí tràn trề trước nay chưa từng có, gào thét xông vào trong kinh mạch. Trong nháy mắt tràn đầy, tả tiểu đa bất vi sở động tiếp tục thu nạp thuần tính biển hút. Linh khí tinh thuần từ tinh hồn ngọc cực phẩm còn có viêm dương chi khí khốc liệt tới cực điểm từ liệt dương chi tâm, vọt thẳng đến dưới đáy đan điền, hình thành vòng xoáy. Linh khí trong toàn bộ thân thể sôi trào lên tựa như lũ quét. Tại Tiểu Đa sớm đã có dự đoán đối với tình hình này, lập tức phân tâm khống chế, cường lực áp xúc chân nguyên, vừa không chế áp xúc, vừa tiếp tục thu nạp. Dưới sự phụ trợ mạnh mẽ chưa từng có bậc này, rốt cuộc lại áp chế chân nguyên thêm hai lần, khiến chân nguyên tự thân đạt đến ngưỡng nếu không đột phá sẽ toàn thân nổ tung. Hơi ngửi đầu sử dụng cử Tiêu Linh Tuyền dịch, một giọt một luồng mắt lạnh cực kỳ vừa vào miệng đã cấp tốc phát tán đến toàn kinh mạch, bách hải toàn thân. Chỉ nghe phù một tiếng trầm đục, quần áo toàn thân trên dưới của tả tiểu đa bởi vì cơ thể đột nhiên dân trào kinh khí mà toàn bộ nổ tung. Trong chốc lát trần như nhộng sạch sẽ trơn tru. Rốt cuộc đạt được mục đích cởi quần rồi. Luồng lực lượng mát lạnh tiếp tục du tẩu, đi khắp mỗi một đường kinh mạch, mỗi một ngóc ngách mà theo lực lượng mát lạnh lướt qua, trên làn da bên ngoài sẽ phun ra một cổ linh khí đặc dị sẫm màu. Đại đa số linh khí hiện ra màu xám, không hề giống linh khí bình thường. Theo lực lượng mát lạnh lưu chuyển, toàn thân tả tiểu đa trên dưới tựa như suối phun, không ngừng phun ra ngoài những khí màu xám, khoảng chừng ba vạn 6 ngàn cổ. Trong chốc lát, trăm sông hợp thành biển, lực lượng mát lạnh chảy vào đan điền. Linh khí vốn đang sôi trào sau khi gặp phải luồng lực lượng mát lạnh này, tức thời bình tĩnh, càng có xu thế bị ép xuống. Lực lượng mát lạnh bao trùm tất cả nguyên khí trong đan điền, sau đó chậm rãi đi đến rót vào, rồi đè ép. Càng nhiều linh khí màu xám bị ép ra, thuận theo kinh mạch, từng lỗ chân lông, từng chút từng chút bị đẩy ra ngoài thân thể. Trọn vẹn nửa giờ sau, tả tử đa thành công cảm nhận thử. Sau khi vận chuyển một vòng, rõ ràng cảm nhận linh khí của mình đã phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Chân nguyên càng là tinh thuần đến mức mà chính mình cũng khó có thể tưởng. Theo suy nghĩ khẽ động, tự nhiên là thành lưu chuyển toàn thân, thoải mái thuận hợp, tự tại tùy tâm. So với trước, há lại chỉ biến hóa rõ ràng có từng đó, quả thật là nghiêng trời lệch đất. Tra xét một chút tổng lượng. Cũng may, chỉ là thiếu hơn một phần mà thôi. Tả Tiểu Đa trong lòng âm thầm tính toán. Mình tu hành thời gian ngắn ngủi mặc dù cũng có mượn dùng ngoại lực để tăng lên tự thân tu vi. Nhưng cơ bản đều là mượn nhờ tinh hồn ngọc, lòng huyết phi đao các loại, cho nên chân nguyên tu luyện thành được cũng coi như là tinh thuần. Trước đó, mỗi cảnh giới đều sẽ áp xúc chân nguyên, cũng khiến chân nguyên tiến một bước tinh thuần. Có thể nói tạp chất trong đó ít càng thêm ít. Nhưng tạp chất bị cửu tiêu linh tuyền dịch đè ép đi ra tuyệt đại đa số đều là tới từ linh khí tạp chất ẩn chứa bên trong tinh hồn ngọc. Các đồ vật thượng vàng hạ cám khác không dám nói là không có, nhưng thực tình thì không nhiều. Màu chóng bù lại thôi. Nhìn nguyên khí đang điền vốn đã tiệm cận sôi trào. Tại lần động tác này lại trở lại bình tĩnh, trạng thái như triệt để áp xúc chỉ chim cứ một nửa tổng dung lượng đang điền. Tả tiểu đa tính toán thử tự nhiên tay chân luống cuốn. Ôi trời, vậy chẳng phải ta còn có thể áp chế ít nhất 10 lần nữa sao? Màu chóng bắt đầu tu luyện thôi. Mặc kệ, trực tiếp dùng tinh hồn ngọc cực phẩm, liệt dương chi tâm còn có long huyết phi đao. Dùng ba thứ này, nhanh chóng đẩy nhanh quá trình hình thành chân nguyên. Nếu không, sợ rằng đuổi không có kịp. Tả tiểu đa đang định tiếp tục tu luyện, đột nhiên phát hiện mình đang trần trùng trục. Lại nhìn sang tả tiểu niệm ở chỗ xa xa, đang tu luyện còn chưa tỉnh, hắn nhanh chóng thu thập một chút, mặc quần áo vào. Không phải ta quan tâm, ta thân thể băng thanh ngọc khiết. Thật ra ta không có vấn đề, bị nhìn hết cũng không sao. Thật ra ta rất tình nguyện để cho niệm niệm mèo nhìn. Nhưng mà quan trọng là, chuyện sau khi dùng cử tiêu linh tuyền dịch, quần áo sẽ bị nổ hết thảy, cũng không thể để niệm niệm mèo biết được. Ta rất là chờ mong, lúc nàng dùng cử tiêu linh tuyền đó, ai... Đến khi đó nha, ta nhất định phải mở to mắt nhìn cho thật kỹ thật là kỹ càng đợi đến khi nàng dùng cửu tiêu linh tuyền vừa uống vào tiếp theo chính là quần áo bị nổ tung đúng là chờ mong tại tiểu đa nghĩ mà chảy nước bọt cảm giác viêm dương chân kinh lại tự động vận hành trong lúc nhất thời cậu em đột nhiên như muốn đặng vân giá vũ lật đổ biển mây muốn phóng lên tầng trời như chân long an tâm chớ vội tiểu đệ à vững vàng vững vàng nha Tả tiểu đa nhẹ nhàng ấn đứa nào đó đang ngóc đầu xuống, dùng đùi kẹp lấy rồi an ủi. Bây giờ còn chưa phải lúc. Nhịn thêm nha, nhịn thêm, yên tâm đi. Ta thua lỗ ai, cũng không thể nào thua lỗ người. Một ngày nào đó sẽ để cho người ăn no. Trấn an nửa ngày, tiểu đệ mới rốt cuộc không hài lòng giải trừ pháp tướng thiên địa thần thông, khôi phục nguyên hình. Một mực tu luyện đến hoa mắt ván đầu, sau khi tả tiểu đa tuần tự cường tả tiểu niệm ở bên trong diệt không tháp đánh mười mấy trận rốt cuộc mới ra ngoài cha mẹ không có đây phù phù cũng không có nhà tên này mấy ngày hôm nay ngày nào cũng tu luyện cùng hàng băng cũng không biết tiến độ ra sao sắc vách đang xử lý tan sự nhóm người dịp trường thanh một mặt bệnh nặng mới khỏi còn có chút đi lại không tiện lại đang tiến hành tang lễ long trọng hóa thiên thọ tên này chính là lần đầu tiên tiến vào tầm mắt của mọi người mấy người dịp trường thanh cũng không giải thích quá nhiều chỉ nói là huynh đệ của nhóm người mình ngày trước bất ngờ vẫn lạc nhóm người mình đưa tiễn mỗi người đều là toàn thân áo trắng bi thương tiễn đưa huynh đệ mình cũng chỉ có hai người tả tiểu đa và tả tiểu niệm là người chứng kiến hiện trường hơn nữa còn đều đã từng tham dự chiến đấu văn hành thiên tìm cơ hội mới nói một lần từ đầu tới cuối chuyện này cho hai người nghe. Ý của Văn Hành Thiên là muốn dùng con đường tin tức ngầm tuyên dương chuyện này ra ngoài. Hóa Thiên Thọ báo thù cho các huynh đệ, mặc dù thủ đoạn quá cực đoan, quá độc ác, nhưng tấm lòng hắn đối với huynh đệ mình là là chân chính không có cách gì phán trách. Vì báo thù cho các huynh đệ, hắn đánh bạc tất cả, trả giá hết thảy. Hắn không hề báo cho bất kỳ ai, toàn bộ từ sức của một người tự mình làm thành người lật đổ phủ Trung Nguyên Vương. Cuối cùng khiến Trung Nguyên Vương uy danh lừng lẫy thiên hạ, trực tiếp cửa nát nhà tan, đoạn tử tuyệt tôn, ngay cả chính hắn cũng chết oan chết uổng. Có huynh đệ như này, mặc kệ hắn ra sao, Văn Hành Thiên đều cảm thấy, có một huynh đệ như vậy là điều khiến mình kiêu ngạo cả đời. Mặc kệ hắn xấu xa ra sao, mặc kệ hắn bình thường làm người như nào, nhưng ta có một huynh đệ như vậy, ta vẫn rất nở mày nở mặt ta chết cũng không tiếc. Không nói đến hóa thiên thọ người này như nào, ta chỉ hỏi một câu. Trên thế giới này, ai không muốn có một huynh đệ như vậy? Tả tiểu đa trong lòng bị rung động, thậm chí không thua văn hành thiên. Làm đàn ông, càng là độ tuổi thiếu niên nhiệt huyết dân trào nhất. Đối với huynh đệ nghĩa khí dạng này, hoàn toàn không có sức chống cự. Hai người rất cung kính dân hương. Hàng gia, lưu gia, tất cả nam đinh hậu nhân đều đứng vào hàng ngũ thân bằng thân thuộc đốt giấy để tang tiễn đưa hóa thiên thọ tả tiểu đa cảm khái không thôi sau khi trở về hắn đồng thời trau chuốt câu từ rõ ràng rành mạch biết lại chuyện này một lần sau đó gửi cho công ty tả xoái công ty tả xoái lúc này đang khu chiên gõ trống quay phim về thạch vân phong bây giờ đã đi đến giai đoạn hậu kỳ nghe nói rất nhanh là có thể công chiếu sau khi nhận được tin tức mới nhất của ông chủ, cao độ coi trọng, đương nhiên chủ yếu vẫn là chuyện này thật sự quá nhạy cảm. Dùng một loại phương thức vạch trần tin tức ngầm để tuôn ra, càng là bắt mắt khán giả, làm người ta say mê. Công ty tả xoáy rất nhanh sắp xếp công bố tin tức này hỏa tốc nhất có thể. Đến buổi chiều, một series tên là Chấn Kinh, Trung Nguyên Vương danh chấn thiên hạ, quyền nghiên triệu chính lại ngã xuống như vậy vừa mới ra lò đi vào đại chúng tầm mắt. Mà đây mới chỉ là phần mở đầu, nhưng tất cả những bí mật huyền ảo bên trong đã đầy đủ viết ra một tiểu thuyết dài 700 vạn chữ. Thậm chí nội bộ công ty tả xoáy đã có người mãnh liệt đề nghị, mãnh liệt đề nghị dùng bất cứ giá nào, dùng giá tiền cao nhất, mời tác giả họ phong đẹp trai nhất đương đại, có văn hóa nhất, có khí chất nhất, có hàm dưỡng nhất, viết tiểu thuyết viết tốt nhất đến sáng tác dựa trên câu chuyện này. Đương nhiên, vì giữ bí mật, chuyện tác giả này tên là Phong Lăng Thiên Hạ, Kiên quyết sẽ không nói ra ngoài. Chuyện này đang trong tiến trình thương lượng mật nghị, mà trên mạng tại thời gian cực ngắn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Chủ yếu là chuyện phủ Trung Nguyên Vương bị hủy diệt, ngoài giới còn có quá nhiều người căn bản không biết. Rất nhiều người xem xong tiêu đề, đầu tiên là kinh ngạc trung nguyên vương đổ rồi sao theo bản năng bấm vào xem trong thời gian thật ngắn trên mạng đã như lăn một quả cầu tuyết cầu tuyết càng lúc càng lớn hóa ra trung nguyên vương là loại người này <laughs> trung nguyên vương làm nhiều chuyện xấu như vậy sao hóa ra đây mới là sự thật ôi trời ơi ta là thật sự không thể nào tin ta đúng là sợ luôn đó chấn kinh luôn đó tin tức này đơn giản là làm ta quá bất ngờ không tin nổi vào mắt mình kinh bạo tới nổ phổi ta trong nháy mắt kinh bạo cúc hoa của lão tử rồi ôi toàn thân cao thấp đều kinh bạo chỉ là mấy chuyện này sau khi tải tiểu đa giao việc cho cấp dưới thì cũng không tiếp tục để ý chuyên tâm tiến vào việc không tháp luyện công trên bãi tập trong trường học lý thành long đang đổ mồ hôi như mưa cùng mấy người mạnh trường quân và thế hệ trẻ tuổi của cao gia cố gắng tu luyện Hàng muốn lấy từ thái tự thân trọn vẹn nhất đột phá hành biến, mà mấy người mạnh trường quân hách hán cũng đều muốn kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn chút. Liền tích lũy linh khí đầy một chút. Đối với Lý Thành Long, yêu cầu đối chiến luận bàn, tự nhiên là ăn nhiệt với nhau, vui thái kỳ thành. Mà giọt cử tiêu linh tuyền còn lại, tả tiểu đa cũng không cho Lý Thành Long. Bởi vì nếu Lý Thành Long dùng nó vào thời điểm này, sợ rằng sẽ không đuổi kịp lần hành động này còn có nữa chính là bây giờ ở cảnh giới này chỉ ít là theo tả tiểu đa thấy cũng không phải là thời cơ tốt nhất cho Lý Thành Long phục dụng tốt nhất là chờ đến thời điểm đột phá hóa vân lại phục dụng hiệu quả sẽ tốt hơn, rõ rệt hơn tin tưởng đến lúc đó các huynh đệ cũng đã rèn luyện đến mức nhất định rồi có thể hoàn toàn an tâm đưa phụ phụ vào diệt không tháp tu luyện để hắn căn cơ càng ổn hơn chút về phần hiện nay không cần cha mẹ nói Tạ Tiểu Đa cũng sẽ không mạo hiểm. Đây không phải không nghĩa khí, mà là bây giờ Lý Thành Long bản thân tu vi và tâm trí, trầm ổn, cùng trải qua mưa gió đạo lý đối nhân xử thế, đều chưa đạt tới tình trạng có thể chia sẻ loại bí mật kinh thiên này. Toàn bộ cao võ tiềm long, bầu không khí chung, chính là dùng hết toàn lực, lấy phương thức đại chiến tu luyện cực đoan tu hành, cực đoan tinh tiến. Sau tang lễ của hóa thiên thọ, do hạng quần nhân dẫn đội, 10 giáo viên đi cùng. Đội ngũ 2.500 người đi chấp hành nhiệm vụ của Cao Võ Tìm Long bắt đầu xuất phát. Ngày đó ven đường, những người lớn trong nhà tới tiễn đưa, một mực đưa đến bên ngoài thành phong hải. Chỉ có 3 tháng thôi, rất nhanh đã về rồi. Mặc kệ là học sinh hay phụ huynh đều rất yên tâm với những nhiệm vụ kiểu này. Sắp tới mùa xuân, trời đông giá rét, biên cương chỉ có càng thêm rét lạnh thấu xương dưới tình huống bình thường mà nói mùa này là không thể nào phát sinh đại chiến mấy trăm mấy ngàn năm qua thậm chí càng xa xưa hơn đều là như vậy cho học sinh đi chỉ là để lịch luyện một chút cảm nhận một chút không khí ở biên quan chiến trường mà thôi mặc dù người tòa tuần thiên vừa mới phát chiến tranh lệnh nhưng căn bản cũng không có bất luận người nào liên tưởng tới hướng ác liệt nhất cái mùa mà vừa đi tiểu đã đông thành băng rồi, còn đánh cái gì mà đánh? Ôm loại suy nghĩ này, thậm chí bao gồm hàng cường nhân và mấy giáo viên dẫn đội. Bọn họ là đưa người đến rồi sẽ lên đường trở về luôn. Dù sao trước đó đã từng có quá nhiều lần kinh lịch tương tự, sợ dĩ hàng cường nhân sẽ đi, cũng là bởi vì khi trước hắn bị bệnh quấn thân, đã quá lâu quá lâu không đi đến tiền tuyến. Định nhờ vào chuyến đi này muốn tìm mấy huynh đệ năm đó để ôn chuyện, cùng vì thiên thọ dương danh một chút. Năm đó lúc còn ở trong quân, các người đều xem thường huynh đệ ta, mỗi ngày đánh rồi mắng hắn, bây giờ thì sao? Huynh đệ của ta chính là một lòng đối đãi với chúng ta như vậy, ta có một huynh đệ như thế, ta có thể kiêu ngạo đến bầu trời. Có một huynh đệ như vậy, không riêng gì đời này không sống nhũng công, ta có thể chem gió cả ba đời ấy chứ. Ao à, ước không? hâm mộ đố kỵ không, ghen ghét chưa? Đội ngũ xuất phát như thường lệ, một đường còn hoang thành tiểu ngữ, dần dần đi xa. Tả tiểu đa ở bên trong diệt không tháp, đổ mồ hôi như mưa, thi triển hết khả năng chiến đấu với tả tiểu niệm. Mặc dù nhiều lần bị áp chế, bị đánh lật, bị đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân sưng tấy, nhưng hắn cũng có thể cảm giác rõ ràng, cơ sở của mình đang từng chút một càng thêm vững chắc thời gian hắn nhập đạo thật sự quá muộn so với người đồng trang lứa có một khoảng thời gian khá dài bị trống ra thu vi hiện nay của tả tiểu niệm vững vàng ngăn chặn tả tiểu đa có thể xưng chiếm cứ ưu thế áp đảo cũng bởi vì ở đây nàng có thể như một cây đại chùy hung hăng kháng kích khiến căn cơ của tả tiểu đa càng thêm kiên cố mà tả tiểu đa vì phúc lợi đãi ngộ sau khi thắng lợi mỗi một lần chiến đấu cũng là dốc hết tất cả cuồng loạn nhảy, học tiếng mèo kêu. Vui vẻ bừng bừng hét to, liên tục đánh tới. Đuôi mèo múa. Chùy chùy chùy. Mèo múa bụng, mèo múa cột. Cái cuối cùng mèo múa cái gì còn chưa kịp kêu ra, đã bị tả tiểu niệm tức hỗn hển đánh ngã xuống đất. Sau đó chính là lại đánh điên cuồng một trận. Tên tiểu hỗn đảng này cả ngày chỉ nghĩ lợi dụng ta, còn có thể có chút suy nghĩ khác được không? Cuối cùng, sau vô số lần chiến đấu, tả tiểu đa lần nữa hút khô long huyết phi đao, càng là dùng hết 50 viên tinh hồn ngọc cực phẩm. Lần nữa, đứng trước ngưỡng linh khí tràn đầy, không cách nào áp chế, bành trưng đến đỉnh điểm. Liệu dương chi tâm có vẻ như vẫn còn nóng bỏng như cũ, nhưng tả tiểu đa rõ ràng cảm thấy, nhiệt lượng nó tán phát ra đã kém xa tiếp tóc khi trước. Cũng không biết là năng lượng ẩn chứa của liệt dương chi tâm tiêu hao quá nhiều, hay là do mình trở nên mạnh hơn. Tả tiểu đa khoanh chân ngồi bên trong diệt không tháp, chỉ cảm thấy khí hoàng trong đan điền đang cuồng mảnh nhanh chóng xoay tròn, xoay chuyển đến tình trạng chính mình cũng không cách nào tính toán, quả nhiên là nhanh đến cực điểm. Theo nó tiếp tục xoay tròn, tại trung tâm nhất của đan điền, một viên dị nho nhỏ như là cọng tóc đang chậm rãi thành hình. Mà ngay khoảnh khắc thành hình này, toàn thân tả tiểu đa chấn động, lộ mũi bỗng phun ra một ít máu đen một đường kinh mạch bỗng nhiên quán thông linh khí cuồn cuộn giống như thủy triều cuồn mảnh phun trào sau một cái chớp mắt trong đang điền xoay tròn nhanh hơn gấp mười thứ sự vật thực chất như sợi tóc màu đỏ đang điên cuồng thôn phệ linh khí đồng thời chầm rãi lớn mạnh tả tiểu đa bỗng sinh ra một loại cảm giác thèm ăn kẹo bông gòn à da dạ, thật là muốn ăn một miếng kẹo bông gòn chẳng phải chính là như này sao Đầu tiên là dùng một chút xíu bắt đầu chuyển xoay xoay xoay, rồi từng sợi từng sợi được quấn lên, sau đó hình thành một đoàn lông xù. Một đoàn lông xù, đây không phải là cậu em của ta sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tả tiểu đa cơ hồ muốn cười ra tiếng. Tả tiểu đa đột phá đến thời khắc quan trọng. Tả tiểu niệm tự nhiên hết sức chăm chú hộ pháp cho hắn. Giờ này khắc này, nhìn thấy tên kia sau khi đột phá, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ lại hèn mọn. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy kỳ. Chẳng lẽ đột phá anh biến còn có cảm giác vui vẻ như vậy? Làm sao lúc ta đột phá cũng không có cảm giác gì? Lúc ấy có vẻ như cũng chỉ có căng thẳng chờ mong thì phải. Tả tiểu niệm nhìn nụ cười trên mặt của tả tiểu đa trong lòng cảm thấy rất hoài nghi. Càng nhìn nụ cười này càng không giống như là chuyện gì tốt. Giống như là lúc cậu đác đang bố trí cạm bẫy muốn chiếm tiện nghi của ta vậy mà lại còn là lúc thành công chiếm được tên này sẽ không vào lúc đứng đắn như thế này mà còn đang suy nghĩ chuyện linh tinh gì chứ tả tiểu niệm bỗng cảm giác một cổ tức giận tràn ngập trong lòng tình khốn này khẳng định là đang âm thầm chiếm tiện nghi của ta trong lòng đây không thể không nói tả tiểu niệm quá là hiểu tả tiểu đa đã có thể gọi là cấp bậc tông sư cho dù là bất luận biến hóa gì biểu lộ gì dù rất nhỏ cũng có thể quan sát rõ ràng, biết ngay hắn định làm gì. Đây là ngự phu đại pháp mẹ dạy cho mình, tuyệt đối bảo điển. Niệm nhi à, người tâm tư đơn thuần, tương lai khẳng định không phải là đối thủ của cậu đác. Nhưng người chỉ cần có thể nắm chặt một điểm, cũng đủ ứng phó phần lớn cuộc diện rồi. Mẹ à, không biết là điểm nào, xin ngài chỉ cho. Biểu lộ ánh mắt tâm trạng gì, biểu tình gì, suy nghĩ gì, ánh mắt gì. Người chỉ cần nghiên cứu triệt để những cái này. Như vậy là đủ rồi. Chờ đến khi đã nghiên cứu triệt để, bất kể hắn có bao nhiêu mù kế đều không thể nào qua mắt được người. Mẹ à, đây là vì sao? Con gái ngốc. Người biết một người đàn ông cả một đời nói dối ai nhiều nhất không? Là ai? Thật là ngốc cả một đời của người đàn ông, người mà hắn lừa nhiều nhất chính là vợ mình. Trong cuộc đời của một người đàn ông, những lời mà hắn nói với vợ mình có hơn phần nữa đều là giả. Đàn ông ấy, thực chất đều là những tên lừa đảo. Nhưng mà ngươi chỉ cần nắm chắc nét mặt của hắn biến hóa có nghĩa là gì. Vậy hắn lúc nào nói dối, người nhìn một cái là có thể nhìn ra ngay. Lúc tâm trạng vui vẻ, có thể không cần phải để ý ra vẻ không biết, thậm chí tin tưởng cùng hắn diễn kịch, nhưng không nên quên, vẫn phải giữ trong lòng để mà tính sau. Nếu lúc mà tâm trạng không tốt, trực tiếp lật ra tính sổ, tùy tiện lật một hai lần là có thể trấn áp lại lúc hắn phách lối, tự nhiên muốn gì cứ lấy, trong nháy mắt mặc cho người xâm lược. Còn có lúc mà tâm trạng rất tệ hại, hoặc là hắn tìm người cãi nhau, đàn ông đều là tồn tại cảnh giác rất mạnh. Một khi bọn hắn cảm giác được địa vị của mình đang giảm xuống, thường thường sẽ thông qua việc cãi nhau đến đề cao tồn tại cảm và quyền uy của bọn hắn trong gia đình. Nếu người bị hăng mắng không nói lại được gì, thì địa vị của hắn có thể tăng lên một đoạn thời gian. Nhưng lúc này, chỉ cần người không nương tay, vào lúc hắn khí diễm kiêu ngạo nhất, một lần ném đi 7 tám lần hắn nói dối, là có thể triệt để đánh cho hắn nằm bẹp. Trong nháy mắt trấn áp địa vị của hắn càng thấp hơn xuống chút nữa. Ở thời điểm này, ngàn vạn ngàn vạn vạn không được nhân tự nương tay. Giống câu, thừa dũng truy giặc cùng đường, phục cũng không được. Nhất định phải toàn thân toàn ý, hoàn toàn thần phục mới được, mới có thể thu binh. Tiểu đa cũng giống cha người, đều là kiểu tinh quái. Nói láo thuận miệng, lúc nói dối, mà không biến sắc, tim không đập nhanh, cũng chính là kiểu người khó phân biệt nhất, nhưng người chỉ cần chú ý, đối mặt với loại đàn ông này, chỉ cần quan sát kỹ trạng thái trước khi hắn nói chuyện là được rồi. Bởi vì lúc hắn muốn làm chuyện gì, trên mặt vẫn sẽ có biểu cảm khá đặc biệt, sau đó thường sẽ trầm tư một hồi ở trong lòng lên sẵn kế hoạch. Bởi vì tiểu đa rất thông minh, tinh quái, cho nên nhiều khi hắn nói láo còn làm cho người ta tin tưởng hơn cả lúc hắn nói thật ấy chứ. Người nhớ cho kỹ, chỉ cần thấy hắn trước mặt người tự như đang trầm tư cái gì, đó chính là lúc hắn sắp bắt đầu nói dối. Nếu có một ngày, tiểu đa thề son sắc nói cho người một chuyện mà người căn bản không thể tin nổi, thì đừng tin, nhất định là nói dối rồi. Dạ mẹ, ta nhớ kỹ rồi. Cảm ơn mẹ đã chỉ cho. Ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, ta đã được lợi không có nhỏ. Giờ này khắc này, tả tiểu niệm nhìn tả tiểu đa đang nở nụ cười bị ổi, không khỏi nghĩ đến lời dạy bảo của mẹ mình. Nên thầm hồi tưởng mỗi một biểu cảm của tả tiểu đa, mỗi một điểm nhỏ cũng không bỏ qua. Không thể không nói vừa nghĩ lại, có vẻ như thật sự rất chuẩn. Mỗi lần cậu đác có ý đồ không đứng đắn, luôn luôn thận trọng cân nhắc suy nghĩ một phen rồi mới bắt đầu nói chuyện tả tiểu niệm hừ hừ, nở một nụ cười hiếm khi thấy. Đó là một loại nụ cười tự tin khi đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cậu đác à, người về sau phải xui xẻo rồi. Không biết, người cuối cùng sẽ phải rơi bao nhiêu biếm tóc trong tay ta. Sớm đã chuẩn bị cái tên mới cho người rồi, nhóc biếm tóc. Tả tiểu đa đang tu luyện làm sao mà biết, mẹ ruột của mình đã triệt để bán mình đi. Nếu thật sự bị tả tiểu niệm thấy rõ suy nghĩ trong đáy lòng đời này hắn đã định là khó xoay được người. Hắn bây giờ đang tặng lực cổ động đang điền khí tuyền, khiến thứ sự vật màu đỏ rực đang thành hình kia ngày càng lớn hơn. Nhưng việc liên quan tới lần đột phá anh biến này đã hỏi qua thật nhiều người. Văn Hành Thiên, Tả Tiểu Niệm, Diệp Trường Thanh và những người khác. Mà lần này hắn đang dùng hết sức mình thôi vận, muốn thực chất hóa chân nguyên của mình càng nhiều hơn chút. Đổi sang cách nói trong nghề chính là hóa anh lớn hơn một chút. Liên quan tới điểm ấy, Văn Hành Thiên có giải thích rất rõ ràng. Anh Biến cũng giống như một người phụ nữ mang thai. Ngay từ đầu chỉ hình thành một chấm nhỏ nhỏ, nhưng mà cái chấm nhỏ nhỏ ấy lại liên quan đến kích thước cuối cùng khi em bé ra đời. Dựa theo cách nói của Văn Hành Thiên, nếu như ngay từ đầu chỉ như một hạt mè, cuối cùng ra đời cũng chỉ trên dưới 2 cân. Mà nếu lúc đầu giống hạt đầu nành, thì đến khi ra đời có thể nặng tới hơn 4 cân. Nếu em bé mới sinh ra chỉ khoảng 2 cân thì sẽ suy yếu đến mức thậm chí còn chưa tự chủ hô hấp được, nhưng mà những đứa 4 cân thì lại khỏe khoắn hơn rất nhiều, nắm tay người khác thậm chí còn có thể nắm đau ấy chứ, người suy nghĩ thử xem có thể giống nhau được sao. Không thể không nói Văn Hành Thiên so sánh quả thật rất sinh động, nhưng gần đây khi Tả Tiểu Đa mang vấn đề này hỏi mẹ mình thuận lại luận điệu của Văn Hành Thiên là bị Ngô Vũ Đình bắn cho một trận ra trò thầy văn của người lý luận như vậy cũng không sai nhưng lấy việc phụ nữ mang thai ra để so sánh lại rất là sai lầm chỉ đơn giản ở cách hắn giải thích quá trình mang thai đã vớ và vớ vẩn rồi có vớ vẩn hay không thì tả tiểu đa không biết cũng không thèm để ý văn hành thiên là một cậu độc thân ngàn năm thì biết cái gì mà mang thai chớ nói gì hắn lại còn là đàn ông hắn bây giờ chỉ biết là đang điền mình giờ phút này đang kết anh nhất định phải lớn nhất định phải khỏe mạnh ban đầu như hạt đậu nành là mục tiêu tối thiểu nhất hạt đậu phộng cũng chỉ mục tiêu bình thường mà thôi nếu như có thể lớn như quả nho hay quả táo nhỏ thậm chí là lớn như trái bưởi thậm chí trái dưa hấu ta đều có thể hoàn toàn có thể tóm lại chính là càng lớn thì càng tốt to mới tốt to mới đáng mừng siêu to càng đáng mừng hơn dưới xu thế tư tưởng dạng này tả tiểu đa liều mạng ngưng tụ khí hoàng để một tia uy năng viêm dung chân kinh nóng rực xoay quanh theo chậm rãi bám vào đoàn đỏ rực kia trên đỉnh đầu tả tiểu đa xương trắng dần dần bốc một bóng người dần dần thành hình mặt mày khéo léo rõ ràng là một tả tiểu đa nhưng lại nhỏ hơn bản thật vô số lần mà theo tả tiểu đa vận hành linh khí càng lúc càng nhanh xương trắng càng ngày càng đậm bông dáng hình người bé xíu cũng càng lúc càng rõ ràng đến cuối cùng, cơ hội ngưng tụ thành thực chất. Toàn bộ quá trình thành hình kéo dài đến 20 phút. Tả tiểu đa rung động nhìn tả tiểu đa mini phấn nộn trên đỉnh đầu mình. Bé xíu như vậy, thật sự là muốn sờ một cái. Đột nhiên, nhớ tới lúc tiểu đa còn chưa đầy một tuổi. Mình nằm lì trên giường, nhìn cái vật nhỏ này cởi trường, bò qua bò lại. Khi đó tả tiểu niệm còn nhỏ, sờ chỗ này một cái, sờ chỗ kia một cái cuối cùng nắm chặt con sâu rống nào đó kéo chơi tả tiểu đa hu hu khóc toán ngô vũ đình vội vàng chạy vào xem thấy vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười tràn cảnh này bây giờ không hiểu vì sao tự nhiên tả tiểu niệm lại nhớ tới trên khuôn mặt lạnh lẽo đột nhiên chuyển thành một mảnh đỏ bừng gắt một cái nói lưu manh tả tiểu đa qua một lúc lâu nữa theo một tiếng vàng nhỏ sườn trắng trên đỉnh đầu tả tiểu đa cực tốc thu về thể nội sau đó một khi thế bàn bạc từ trên thân Tả tiểu đa phát tán ra bên ngoài. Anh biến cuối cùng đã đột phá xong. Tại trong mắt người thường, anh biến chính là tu vi được xưng là đại tông sư. Bây giờ tả tiểu đa vừa mới 18 tuổi thành tựu anh biến đại tông sư. Giờ khắc này tả tiểu niệm ở gần nên cảm nhận được trên người tiểu đa đột nhiên bạo phát ra khi thế bàn bạc, thậm chí chính nàng còn vui hơn cả tiểu đa, vành mắt đều đỏ hoe đa đà, đà cẩu đã tới anh biến rồi nàng vui vẻ lau nước mắt trong chốc nhoáng này hình ảnh của thiếu niên trước kia không thể tu luyện là mỗi ngày đều muốn dạy vò mình đến gần chết đột nhiên tràn vào não hải hình ảnh của thiếu niên vừa mới bắt đầu tu luyện đã vì mình vào sinh ra tử không tiếc nghịch thiên cãi mệnh xông vào trong đầu tả tiểu niệm biếm môi thúc thích giờ khắc này cảm giác mừng rỡ cảm động vui vẻ khó nói nên lời không thể miêu tả nhưng nàng chính là muốn khóc Một hồi lâu sau Tại tiểu đa thu liễn toàn bộ Khi thế trên người Giờ khắc này hắn cảm giác Thất hại mình hay linh giác Đều lớn ra không chỉ gấp đôi Ngay trong nháy mắt đột phá Phản vất toàn bộ sinh mệnh Đều đạt được thăng hoa Có vẻ như ngay cả ánh mắt đều tốt hơn nhiều Hắn có thể cảm giác được Một cách rõ ràng Thoát ly một cái cấp độ Nhưng nói đến cụ thể thoát ly cấp độ gì đạt được minh ngộ gì thì lại có chút mơ hồ. Hắn vội vàng tiến hành nội thị, tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ thấy trong đan điền, một cái mặt trời nho nhỏ hoàn toàn thực chất, lớn như hạt đậu nành. Quang mang bắn ra bốn phía treo giữa không trung, như đang phun ra nuốt vào vô số lửa cháy. Chỉnh thể đỏ bừng, bên trong không ngừng phun ra ngoài nhiệt lượng. Thần thức ngưng thần quan chi, lại có một loại cảm giác mắt nhòi nhói. Nhỏ như vậy, Tại Tiểu Đa nhất thời có chút không hài lòng. Hắn đã dùng lực lượng lớn nhất và rất cố gắng rồi. Gần 40 lần áp suất chân nguyên, cuối cùng càng là trực tiếp sử dụng liệt dương chi tâm và tinh hồn ngọc cực phẩm để thuốc thăng. Kết quả mới chỉ như hạt đậu nành, đậu vọng, nho, quả táo nhỏ, trái bưởi, trái dưa hấu của hắn đâu rồi. Trong lúc nhất thời không khỏi uể oải vạn phần, theo bản năng thở dài, mở mắt ra khi thấy tả tiểu niệm nước mắt lại chả nhìn mình Hắn cảm thấy ngờ ngác không hiểu Sao vậy? Làm sao lại khóc? Đây là làm sao? Bây giờ đang bên trong diệt không tháp Người khác cũng không vào đây bắt nạt ngươi được mà Đa, đa đa cẩu Tả tiểu niệm thúc thích Trông thật giống như một cô bé đang ấm ức khóc hù hù Người đột phá rồi Đúng, chuyện tốt như vậy Sao người lại khóc? Ta cứ thích khóc thì sao Ai cần ngươi lo Nàng hừ hừ biểu môi Đột nhiên cảm giác vui mừng lại dâng lên Không nhìn được bật cười thành tiếng Lập tức mím môi Nhưng lại sợ mất mặt Cả giận nói Không được sao Rốt cuộc vẫn là không nhìn được vui vẻ trong lòng Lại nở nụ cười Hai mắt đẫm lệ mỉm cười Trong nụ cười lại có nước mắt Xen lẫn giọt nước mắt vui vẻ Cùng với khuôn mặt nhỏ như là xuân hoa nở rộ Rồi lại ảo não mình vậy mà không thể cố nhẫn nhịn được, giận tới mức dầm chân. Biểu cảm trên mặt giờ khắc này thật sự là khó mà hình dung, thật sự rất kỳ diệu. Tạ Tử Đa cứ như vậy nhìn đến ngây người. Qua Mỹ Nhân vừa khóc vừa cười này là vợ ta. Nhìn không được xông lên ôm chặt nàng cúi đầu xuống. Niệm niệm mẹo. Một hồi lâu sau, hai người sóng vai ngồi trên đồng cỏ của diệt không tháp mặt tả tiểu niệm đỏ bừng không ngừng chỉnh lại vạt áo mình chu bờ môi hơi có chút sân đỏ cái mũi nhỏ khẽ hừ như đang giận nhưng lại ngay cả nhìn cũng không dám nhìn tả tiểu đa miệng thì lẩm bẩm nói đa đa cẩu người quá đáng rồi nha ngày mai ta mách mẹ cho xem để người trừng trị ngươi đánh chết ngươi nói đi nhanh đi cáo trạng đi tả tiểu đa bắt chéo chân rung đùi thỉnh thoảng đưa tay phải lên mũi ngửi ngửi một mặt tâm thần thanh thản vui mừng khôn xiết nói bị mẹ đánh chết ta cũng nhận nhưng ta đoán chừng mẹ sẽ không có nỡ đâu dù sao mẹ chỉ có một mình ta là con trai nếu mà đánh chết ta rồi chẳng những con trai ngay cả con rể cũng mất luôn vậy thì ta nói cho cha cha cũng chỉ có một mình ta là con trai không nỡ đánh chết ta đâu tại tiểu đa rung chân đắc ý nói nếu bọn họ sinh thêm cho chúng ta một đứa em nữa thì ta ít nhiều vẫn cố kỵ một chút nhưng mà bây giờ chỉ có mỗi mình ta duy nhất cùng lắm là đánh ta mấy roi thôi không đau không ngứa nói rồi học theo hành động của ngô vũ đình dùng một đầu ngón tay dí dí vào trán mình học theo giọng nói của ngô vũ đình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng người đó người đó tạ tiểu đa lập tức thu tay cười một tiếng rồi buông tay mẹ chúng ta trừng trị chỉ thế này là xong rồi tả tiểu niệm càng tức giận thở phì phò người có tin ta giải trừ hôn ước với người hay không tả tiểu đa nghiêng người nhìn tả tiểu niệm tự như một chú cún đang ngồi xổm lập tức lật người đứng thẳng nhìn nàng chăm chăm người lặp lại lần nữa người dám lặp lại lần nữa không nói xong duỗi tay ra ngón tay duỗi rồi co lại thôi mà ta sai rồi tả tiểu niệm vội vàng xin tha tả tiểu đa vinh báo hừ một tiếng tự đắc nói Thời gian trước, ta kiểm tra thẻ ngân hàng, tròn vẹn thiếu đi 800 triệu. Chuyện này, lúc cha mẹ ở đây, ta một mực không nói. Không biết là ai tiêu. Tả tiểu niệm tức giận. Ta tiêu đó, ngươi định làm gì? Tiêu, tốt lắm. Tiêu rất tốt, rất tuyệt vời. Tả tiểu đa mặt mày hấn hở. Ngươi nên tiêu như vậy, quá tuyệt vời. Ta cho ngươi một like. Ngươi mua gì? Thì ta mua một chú cún nhỏ thả trong chăn. Tạ tiểu niệm mím môi mau chóng ném nó cho ta tả tiểu đa tặc mi thử nhãn nháy mắt ra hiệu ta định cho ngươi một con khác còn sống nóng hầm hập còn biết nói chuyện nữa để ngươi ôm ngủ bồi nói bồi chơi bồi ngủ ba bồi luôn ngươi cút đi đáng ghét ghê tả tiểu đa nói ghét quá đi không có chịu đường tiểu niệm niệm ngươi hai người đùa giỡn một hồi bầu không khí càng thêm vui mà nè, ngươi ngưng kết thành gì? Tả tiểu niệm ân cần nói. Có loại cảm giác rất mơ hồ. Từ hồ, thoát xảy ra gông cùng xiên xích gì không? Hoặc là cảm giác phá vỡ cái giới hạn nào, vượt qua khỏi cảnh giới nào đó. Ừ, đúng là có thật. Tả tiểu đa bỗng phân chấn. Chính là cảm giác rất là vi diệu. Cụ thể như nào thì nói không ra. Tả tiểu niệm muốn nói gì là nhìn xuống rồi chân thành nói. Cái này ta thật sự không thể nói cho ngươi được. Thứ nhất là dù có nói Cũng chưa hẳn nói được rõ ràng Thứ hai, cảm giác này vẫn là chính ngươi được cảm ngộ là tốt nhất Ta chỉ có thể nói cho ngươi Cũng không phải mỗi người đột phá anh biến Đều sẽ có loại cảm giác này Anh biến bình thường là không có Ôi, thật sao? tại Tiểu Đà muốn nói ta rõ ràng cảm thấy rất rõ ràng mà. Người kết anh lớn bao nhiêu? Tiểu Niệm hỏi. Ta chỉ bằng được hạt đậu nành mà thôi. Treo giữa không trung. Tả Tiểu Đa có chút uể oải. Nghe mấy người thầy văn nói, người bình thường đều là chìm dưới đáy đan điện, bất động như vật lắng động. Nhưng mà ta treo giữa không trung, cũng không được lớn lắm, chỉ bé thế thôi. Còn xa, mới lớn được như trong dự đoán. Cũng chỉ như hạt đậu nành, thật không dám nhìn. Tả Tiểu Đa thở dài. Ta cũng vậy, kết anh cũng treo ở giữa đan điện, như vận trăng sáng băng tuyết thanh lãnh treo ở đó, các tiền bối hiếu cửu trọng thiên cát nói với ta, bà ta ngàn vạn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào biết. Tả tiểu niệm biểu mồi, ta còn không lớn bằng hạt đầu nành. Vậy chính là ta đã mạnh hơn ngươi rồi còn gì? Tả tiểu đa hai mắt sáng lên, vậy lỗ tai mèo. Đa Đa cẩu, ngươi là muốn chết rồi. Tả tiểu niệm vừa vặn nổi giận, thoát khỏi tình cảnh lúng túng, nhảy lên một cái. Đi, để tỷ đây dạy cho ngươi một bài học vậy là tả tiểu đa hú lên quán dị trực tiếp xông tới một phát sinh long hoạt hổ cũng không lâu lắm tả tiểu đa lần nữa giống như chó chết bị vùi dập ở giữa chợ cho dù là sau khi đột phá vẫn bị tả tiểu niệm đánh cho tơi bời hoa lá đau quá đi tả tiểu đa bắt đầu giả chết tả tiểu niệm lại không mắc lừa tiếp tục tu luyện đa đa cẩu được rồi niệm niệm mèo người phải nhanh chóng nâng cao tu vi đa đa cẩu được rồi, niệm niệm mèo. Đa đa cổng, niệm niệm mèo. Kêu một tiếng, lại đánh thành một đoàn. Ta cho ngươi kêu nhũ danh của ta sao? Người gọi ta trước mà. Ta gọi ngươi thì được, nhưng ngươi thì không được phép. Được rồi, niệm niệm mèo. Bụp bụp bụp. Tốc độ thời gian bên trong việc không tháp trôi qua rất chậm. Tả tiểu đa và tả tiểu niệm cơ hồ không có lãng phí phút giây nào. Rảnh rỗi thì cãi nhau. Lấy hình thức cãi nhau để tiếp tục cãi nhau hoặc là dùng cách thức khác trộn lẫn cãi nhau. Có được khi tu luyện hoàn tất thì luận bàn một chút. Lúc thì dùng binh khí luận bàn, lúc thì dùng cách thức khác luận bàn. Lúc dùng binh khí, tả tiểu niệm chiếm thượng phong, tả tiểu đa không phải là đối thủ. Dùng cách thức khác thì là tả tiểu đa lại chiếm thượng phong, tả tiểu niệm không phải là đối thủ. Cái này cũng khiến tả tiểu đa lý trực khí tráng tuyên bố hai ta cần sức ngang tài. Càng lúc rảnh rỗi, tả tiểu niệm bắt đầu nghĩ cách giao tiếp với băng phách, muốn thu phục nó. Nhưng băng phách từ hồ, từ đầu cho tới cuối vẫn có chỗ cố kỵ. Mặc dù đã bắt đầu thử tiếp nhận tả tiểu niệm rồi, nhưng vẫn là duy trì trạng thái lạnh lùng, hiệu quả quá mức nhỏ bé. Tả tiểu đa đối với chuyện này rất có phê bình kín đáo. Vợ ta đều đã tự hạ thấp địa vị rồi, người còn dám làm bộ làm tịch. Đối xử với ta còn không tốt bằng với người, người đúng là không biết điều ba phen mấy bận đều muốn dùng viêm dương chân kinh nướng nó để hù một trận. Nhưng tả tiểu niệm là thật tâm không có nở, muốn dùng biện pháp lùi kéo để thu phục. Như vậy liên tục mười mấy lần, bằng phát tự hồ cảm nhận được thành ý của tiểu niệm và loại tinh thần bảo vệ càng ngày càng thân cận với tiểu niệm hơn. Mặc dù vẫn không nhận tả tiểu niệm làm chủ nhưng trên cơ bản đã không còn bài xích, thậm chí còn đồng ý có thể thỉnh thoảng nhập thân vào kiếm của tả tiểu niệm cùng nàng sống vai chiến đấu tả tiểu niệm vui tới mức trái tim cũng muốn hòa tan. Nàng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, thời gian để tiểu băng phách nhu nhược này nhận mình làm chủ đã bắt đầu đếm ngược rồi. Đợi đến thời gian tập hợp, tả tiểu đa bên này đã lấy ra gần như tất cả thứ mình có để đẩy tu vi lên anh biến trung giai đỉnh phong, mà tả tiểu niệm cũng đã áp chế chân nguyên ở đỉnh Hóa Vân hơn 13 lần. Hai người đồng thời đứng trong biệt thự nhìn đồng hồ thời gian rạng sáng 2 giờ rưỡi, cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác vi diệu giật mình như vừa tỉnh giấc mộng. Bọn họ trong việc không tháp 110 ngày, mà thời gian hiện nay mới chỉ qua đi 2 ngày rưỡi mà thôi. Lúc này quay trở lại biệt thự, vậy mà sinh ra mấy phần lạ lẫm. Xem tin nhắn thoại trước đi. Tại tiểu niệm nhắc nhở. Hai người đồng thời lấy điện thoại ra. Ta là 6 giờ rưỡi sáng nay, tập hợp ở trường, cho đến khi đến dãy núi tinh mang bên kia lại tập hợp một lần tạ tiểu đa nói ta là sáng sớm ngày hôm nay 8 giờ trực tiếp tập hợp tại dãy núi tinh mang cẩn thận một chút đừng có cậy mạnh nha người đó đừng cậy mạnh nhớ cẩn thận nha hai người cơ hồ cùng đồng thanh nói câu này nhìn nhau không khỏi đều bật cười thành tiếng còn có tin nhắn của cha mẹ nữa mau xem đi Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình vừa đi hai ngày mặc dù có tin nhắn nhưng cũng không có nói thêm gì, chỉ nói thêm một câu với Tả Tiểu Đa. Nếu có lúc cần thứ gì, có thể tìm thử trong những không gian mà cha nuôi ngươi để lại cho ngươi, có lẽ sẽ có thu hoạch. Mặt khác, sau khi đột phá anh biến, nhớ kỹ, học tập một chút ngọc bội truyền công vừa mới đưa cho ngươi. Bên trong là truy pháp tâm đắc các thứ. Ngươi xem một chút, có thể sẽ có thứ cần dùng tới. Tả Tiểu Đa có chút xấu hổ. Lúc sắp đột phá anh biến sau khi chiến đấu cùng Tả Tiểu Niệm bị cuồng đánh, mình cũng đã sử dụng viên ngọc bội truyền công kia. Chuyện pháp lý giải trong đó thật sự đã đến tình trạng kỳ diệu đến đỉnh cao, không thể tưởng. Tả Tiểu Đa mỗi lần đọc đều có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, cảm giác mạch suy nghĩ khoáng đạt, cảm giác phun trào hơn hẳn. Nhưng mà cái làm cho hắn cảm thấy rung động nhất là người viết ra tâm pháp tâm đắc này cho ra trải nghiệm tự như là không có cuối, không có hạn chế. Nói cách khác, tả tiểu đa chỉ cần đến cảnh giới nhất định, có thể căn cứ tâm pháp này và trải nghiệm tùy ý mở rộng. Đây mới là điểm mạnh nhất của trùy pháp và công pháp này, sẽ tăng lên theo cảnh giới và cảm ngộ của người dùng. Thời gian còn lại cũng không còn nhiều, hai người đều không tiếp tục tiến vào việc không tháp nữa. Kết thúc tập 184 Bộ truyện Nắm Thiên Cơ cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi